kia là cục tăng lên đấy, kia. Kia là một mảng nước. Đây là toàn diện của ngôi nhà đây. Nhà này thì hai gian này trái, kèo chống bẩy, đồ vuông hết nha. Không có tí lúc lăng nào, chỉ có cầu đầu thôi. Ngoài ra là vuông hết. Này cái sàn xong hết rồi, đợi đúng sắt, chiều buộc là xong. Em chào tất cả các bác nhé. Này là em lại view mẫu nhà sàn tiếp theo đây. Mẫu nhà của em này là mẫu nhà kiểu chấm bảy. Hôm nay là được ngày đổ sàn với đổ cái nóc rồi.
nhà này thi công thì là đến hôm nay đổ sàn là được 10 ngày nhé. Theo yêu cầu của nhà chủ thì nhà này là xà vuông là 7 vuông này. Mẫu nhà của nhà này là hai gian là trái nhé. Hôm nay là ghép cái nóc rồi. Lúc nãy đổ xong. Nhà này cái nóc là dài 10 mét. Cái nóc dài 10 mét. Nhà này diện tích mặt sàn là rộng 130 mét vuông. Sàn này sẽ đổ 10 phân nhé. Đây là hết 13 khối bê tông. Nhà sàn này thì tiện là ở cái là mình ở được hai tầng, tầng dưới thì là mình có thể mình xây phòng ở được, tầng trên mình cũng có thể xây phòng và không gian rất rộng rãi, thoáng mát. Nhà này 7 thì đón 1m4 nữa. Cầu thang kia thang trượt nhé. Và cầu thích lên quán nách. Mặt tiền quay về hướng đường nhé. Về hướng bên kia là có đua nhé, đua 1m2 luôn. Ờ thì mình không quay được cận cảnh, mình chỉ là giới thiệu vậy. Còn đặc điểm của ngôi nhà này là được chỗ này cái cột cái nhé. Trốn hai cây cột cái ở phòng khách luôn nha. Như nhà xây gọi phòng khách, còn nhà sàn này mình cứ tạm nói là phòng khách. Thì lên chỗ gian chính hai cây cột cái gọi là phòng khách. Không gian rất thoáng mát luôn, được theo yêu cầu của nhà chủ gọi là chỗ hai cây cột cái. Thực ra chỗ hai cây cột cái thì rất là thoáng. Anh em xem nếu mà ai ưng ý mẫu như nào thì là cứ comment bảo mình nhé, để mình tư vấn cho. Như nhà này thì là xà vuông hết. Bởi tại sao nhà này lại thích xà vuông? Bởi vì là nhà này có khả năng là gia chủ cái chân quá xa, nên là phần kèo trên cũng không cần đẹp lắm, nên là chỉ làm kèo chấm 7. Còn nếu mà như không trần ấy, thì là đa số làm cái chuyền hoặc là chuyền đoạn. Chuyền đoạn là nó có đấu rất nhiều, còn chuyền đơn thì là nó sẽ đẹp hơn kèo chấm 7. Nhưng thực ra làm mẫu nhà kèo chấm 7 này cũng rất là đẹp luôn. Mỗi nhà có một mẫu đẹp khác nhau. Nhà này thì gian rộng 3m2. Còn nách thì cũng rộng 2m2. Còn về bên lòng rộng 3m2. Nhà này thì hai gian chính này với hai gian trái này. Nhà này 6 cái cột cái nhé.